Rồi, em chào anh chị em qua hiệp 2. Hiệp 2 em lại lên cho anh chị em một lô áo. Hồi nãy em nói bên hiệp 1 ha. Số điện thoại của shop là 0911337139 nha anh em. Đây là lô áo mà em cần phải lên đây. Đầu tiên là một con M65 của Đức. Hôm qua ai mua được quần rồi giờ có áo này. Có một con duy nhất của Đức M65 nha. Chất vải kaki ạ. Con này là dài áo của nó, dài vai của nó là 53, dài áo là 82, vai 52, dài này em đọc rồi ha. Con của Đức nha anh em. Đức này có hai túi trên, hai túi dưới, xài dây kéo, dây trên và dây dưới đầy đủ hết. Con này đẹp nha. Con này tương đối là đỉnh đồi luôn rồi đó. Không hề có một vết sơn gì hết. Con này tầm 96-97% đồ mới. Em bật một con cà chua Đức lên anh em dòm này. Nó là dạng áo khoác M65 nha anh em. Cho nên là mình bận mùa nào anh thích, anh em thích bận mùa nào cũng được hết. Mùa đông thì nó không bắt buộc là phải, vì nó cũng không có nóng. Đấy. Áo có mũ liền nha anh em. Có mũ liền không có tháo rời được. Con này tương đối là 70kg trở lại. Em mở hết cỡ cơ mà. Lớp tấp mở ra 70-80kg chứ 70 đâu. Vừa đẹp luôn anh ơi. 70-75kg là bần đẹp nha anh em. Anh em có thể bận được form này, nó cũng hơi dài dài chút. Rất là đẹp. Nói chung con này đẹp. 800.000 mã 30. Ai chốt giùm em 800.000 mã 30. Rồi tiếp một con M51 này anh em sưu tầm ha. Dây kéo Secoview. Cái đầu khóa này anh em, không phải Secoview đâu. Cái đầu khóa này. Đầu khóa M51 dây kéo đồng, dây kéo nhôm nha. Cái dàn tem của nó anh em nhìn này. 1, 2, 3 cái tem. Nguyên một con bò cạp luôn. 4, 5, 6, 7, 8 cái tem. Một dàn tem này là em bán, anh em biết, 900 ngàn nữa à. 800-900 ngàn là ít rồi. Bây giờ em bán con áo này thì nói chung là nó cũng hơi bị nát. Áo ở dưới line này anh em về có thể sử dụng gấp lên một line vẫn ngon vô tư xài. Nó bị lụng nhẹ nha. Bây giờ em bán không có báo lỗi cái áo nữa. Áo đằng sau ngon lành nè. Bây giờ em bán là bán bộ dàn tem và cái bộ dây kéo. Thì kéo thì anh em dòm cái đầu vào, cái đã chơi bộ dây kéo mà không dòm được rồi. Ngon lành không anh em? Rồi. Size của nó thì size small roller, size hơi bị đẹp, đời 3 tem. Anh em còn lấy được cái bộ dàn tem này. Nói chung là con này hơi bị đỉnh rồi đó. Small thì 60-70kg, cao 1m7-1m74, dài 77 nha anh em. Áo đồ mới của nó thì miễn bàn đi. Đã bán dây kéo với bộ dàn tem này thì mình khỏi phải bàn tới cái đồ mới của áo nữa. Rồi em 55kg, cao 1m58 nha anh em. Ai chốt con này em bán dây kéo và tem thôi này. 1,5 triệu mã 25. 1,5 triệu mã 25 ạ. Ai chốt cho mấy em nha. 1,5 triệu mã 25. Rồi tiếp một con áo mưa này, gọi là mưa Mecca. Mưa to không ướt nha anh em. Hàng chuẩn của Mỹ ha. Mecca mưa 2 lớp. Con này giống như con rần ri mà dây kéo đồng á, màu mốc thì nó có màu mốc, nó không có được đẹp. Đây ạ, lớp trong. Đây anh em ơi, nó là size medium roller. Tem. Con này nói chung là cái màu của nó là màu mốc như thế này thôi nha anh em, chứ không phải là nó cũ đâu.
Rồi không có lủng rách, không có dơ gì đâu hết. Mắc ca mưa to ướt 600.000 mã 32. 600.000 mã 32, ở mưa thì 60 tới 70 kg. Cao 1m7. Cao 1m7 đến 1m7. 1m74. Rồi ai chốt chốt con này chốt giùm em à. 600.000 mã 32. Tiếp một con M65 của anh này anh em này. Bữa nay nhiều đồ chơi để chơi lắm à. M65 của anh thì nó giống cái thằng phòng hóa ở trong quá. Nghi quá. Đúng rồi. Con nghe áo là phòng hóa của anh. Ở trong có một lớp. Đấy, có màu đen nha. Anh em nhìn thấy màu đen không? Cho nên con này em miễn bẩn nha. Phòng hóa về anh em giặt giùm em cái, cực đẹp luôn. Áo ấm. Ở dưới này thì có đai rôn của nó nữa này. Bây giờ em phải báo số ký là phải gài lại thôi. Gài lại và đo bề ngang anh em. Chơi với con này nguy hiểm lắm. Quá em bận vào là nó nhuộm em thành màu đen. Cực kỳ nguy hiểm. Nó mắc cái dây cha rồi. Thôi em đo ngang vậy. Con này là bề ngang là 65, 70 đến 80 cân là bận được ha. Cho 70-75 cân đi cho nhanh lẻ đi nha. Áo của anh nha, rất là đẹp luôn này. Cái chất vải ngoài của nó thì mỏng mát, nhưng mà nó lại có một cái lớp ở trong nữa. Bên này giống như phi lốt á. Có những cái túi này anh em này. Túi nha. Túi cóc. Áo rất là mới anh em ạ. Áo rất là mới nha. Bên này cái túi của nó siết to cho bá luôn. Có cái là nó bụi em không dám bẩn thôi, nhưng mà bụi của nó nhẹ nhẹ thôi. Rồi ai chốt con này chốt giùm em. Khoan em đo chiều dài chứ chưa đo chiều dài. Dài áo của nó là 76. Chốt giùm em 750.000 mã 31. Con này là anh em chốt lẻ lên này. Con này hơi bị đỉnh hôm qua, có hai cái quần đấy. Con của nó là chốt lẻ lên mà bán cái áo rẻ bằng cái quần đó. Tiếp một con M65 Macca nha em. Màu lông chuột luôn. Màu này anh em đừng có hy vọng nó nhìn nó mới nha. Chuyện hả? Đã thấy đó. Đủ hả? Nào đã chuyển đâu? Coi thử vào trước. Con này hai lớp nha anh em. Macca size medium, à, small roller 60-70 kg, cao 1m7-1m74 nha em. Dài áo 74 luôn này. Áo anh em thấy không? Cái màu ngoài nó vậy nhưng mà bên trong rất là mới. Tem rất là mới luôn. Đấy, 60-70 kg thôi nha anh em. Đẹp tuyệt vời không mặt trời. Nhưng mà cái màu này anh em lưu ý giùm em nhắc đi nhắc lại nha. Con áo rất là mới nhưng mà do cái màu. Nhưng mà ống tay chỗ này nó bị xước xước. Cái kiểu chỗ này nó bị chặt cái gì á. Rồi hai bên này nó dơ một chút nhẹ nha nhé. Gọi là dơ. Còn cái miếng này không phải là nó bị rách đâu nha. Hai cái miếng đệm của ống tay của nó là như vậy nha nhé. Rồi ai chốt con này thì chốt cho em 500.000 mã 33. Em dơ lên vậy là cũng rất là hay vì anh em chụp được hình ảnh. Anh em gửi qua cho em bảo chốt như vậy là nó một con mưa sa mạc Macca luôn, hai lớp mới kẹp. Con này là size small roller mới đau chứ. Mới kít thì kịp luôn. Mới kít luôn. Dài áo của nó là 80. Không có cái gì để báo hết. Mới quá, không có cái gì để báo hết. Mấy con này đẹp trai vậy ai mà chả thích bẩn ơi. Mấy con dơ hời ai dám bẩn ơi.
mới kẹn luôn này nha, mới mà nó còn thơm tho nữa chứ. Rồi con này là 60-70 kg nhưng mà cao 1m7-1m74 nha anh em, rất là mới. Chốt cho em con này 900.000 mã 29 ạ, 900.000 mã 29 nha anh em. Rồi em lên tiếp con khác này, con này mới là đỉnh đồi này. Hôm giờ em lên quần cho anh em, giờ anh em gặp một con áo M65 của nó này, 511, hàng liên doanh nha, cảnh sát Mỹ nha anh em. Hôm qua một con ghi lê, con ghi lê màu đen cảnh sát rồi, cái con rần ri cũng của cái hãng này này, anh giáp chốt được con rần ri. Rần ri là của taxi đây, của cái anh này này. Con này dài 68. Hôm rồi lô trước em bán cái này quá trời, cái đợt trước mà em có một cái lượm ở trong túi một cái con găm á, ở bên hông có đường trẻ nha anh em. Con này màu xanh đen, vải kaki, rất là đẹp nha. Con này đẹp và mới, anh em sưu tầm nha anh em. Con này có cái mũ mà nó mất toi, trên này nó dơ một chút đất nhẹ nhẹ thôi, về giặt giùm em cái. Con này là phải thêm cái con ghi lê vào rồi, là con này đi ngoài mới là đỉnh trời. Rồi con này là 70-80, nó hơi chật chút, 78 là vừa đẹp, 80 là hơi xít. Rồi ai chốt chốt con cảnh sát 511 này dùm em, 1.4 mã 28, 1.4 mã 28, 1.400.000 mã 28. Tiếp một con không quân nữa nha anh em. Con không quân áo này liền, con này là liền nha. Kiếp hiệp kia em sẽ lên hải quân biển. Con này là áo liền quần, quên không phải, nó bo liền không phải bo rời. Tem này, cho em dòm tem này. Rồi con này là dài 69-70 luôn á, 69. Chất vải cơ kim mới kẹn luôn, con này mới kẹn nha anh em. Con này á, ở trong này nó có một cái bo ở trong này này, mình lôi cổ nó ra vì nó giữ ẩm cho mình, khi mà nó khí nó không chui ra được, còn không có nó vẫn là một ống tay bình thường. Mới kén. Mới kén con này to này. Con này 80 kg trở lại, con này cùng một size với mấy con kia luôn. 80 kg trở lại nha anh em. Chiều cao em đo rồi anh em tự lường ha, màu xanh đen mới. 1.000.000 mã 27 ạ. Chốt cho em 1.000.000 mã 27 ạ. Rồi tiếp một con mưa cọp. Mưa này là 1-2 da nhưng mà mưa này không ướt này nhé. Con này mới kẹn luôn, small x short chụp, small còn x short nữa, mới kẹn mới kít 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 kít. Ở trong này có cái mũ nha anh em, con này rất là tiện lợi là anh em cất giấu cái mũ vào trong này mà em không có gỡ ra, mất công à, xếp lại nó không đẹp. Dài áo 73, mới tinh tinh tinh, mới không gì bằng mới nữa hết. Em bần vừa nha, x short đã small còn x short, 60-70 kg và cao 1m58 như em, 1m60 trở lại, mới kẹn không, thực sự nó rất là mới. Con này em không bán giá này được, mới quá, size đẹp quá. 900.000 mã 26 nha anh em, 900.000 mã 26.
Ai chốt chốt giùm em 900 mã 26. Tiếp một con hải quân này. Một cái áo ấm hải quân dây kéo nhôm nha anh em. Dây kéo nhôm này. Một con hải quân thì ở trong là có lót lớp, lót liền của nó trần vào mà hai ba lớp cực ấm. Con này là ở trên là có cái cổ nhung này nha anh em. Cái tem của nó thì nó bị nó hơi mờ mờ chữ một chút. Cổ nhung màu màu xanh. Thông thường mà cái hải quân này thì cổ nhung màu màu xanh, màu nâu màu. Rồi con này dài 70. Nhưng mà bên ngoài nó không có đều màu nữa nha. Cái màu của nó anh em nhìn không có đều màu nữa này. Chỗ vàng, chỗ xanh, tức là nó xuống không có đều màu, chưa có đều màu. Con hải quân này em bán 1 triệu mấy, 2 triệu đó. Con này hôm qua em bán 2 triệu một cái mới. Ba ơi nghe điện thoại dùm cho cái. Con này cực ấm nha anh em. Nó như một cái nệm luôn. Nè. À. Tiền là ok rồi. Ừ, thấy lầu gửi á. Cùng chú Vũ nói hả? Thấy chị gọi điện thấy lòng bắt máy. Nó chuyển lại chưa? Rồi. Hồi nãy cho là 200 mà lầu chuyển bớt 300. Nhưng mà kỹ, gửi là mấy lắm rồi. Con này là 75-80kg, 80kg cũng là vừa luôn ấy. Hả? Ý là cho lào 300-200 uống nước. Cái thế là chuyển lại là bớt 300. Kể em trừ anh bớt, anh trả cho là mấy lắm. Trong thì lấy thì không có lấy đâu, không lấy được đâu. Má hết hồn. Hôm nay nhiều người chuyển hôn lộn lắm. Có một ông sáng mai chuyển thôi cho em 2 triệu 9 mà chuyển cho cái thằng nào á. Đâu tay đang lo chốt đơn này sao mà nghỉ có 15.000 bạc thì 14.000 chó nó trả 15.000 quá trâu nhỉ. Bấm mẹ 15 triệu mới đau. Rồi con này bạc màu nhưng vải đang còn rất là dày nha em. Cực ấm anh em tha hồ mùa đông em thử lật bên trong ra bên ngoài. Anh em chơi hai mặt vậy qua VIP không ạ. Cái mặt trong của nó này, chủ màu bên này còn đẹp. Màu bên này đẹp gấp 10 bên kia nhá. Anh em lật ngược ra chơi luôn. Đấy. Chơi lật ngược anh em ơi. Lật ngược nó còn đẹp hơn, khỏi cần bên trong. Không. Chơi như vậy đi. Đẹp rồi chứ. Được đấy. Rồi, ai 80kg trở lại. Chốt giùm em con này là 790.000 mã 38. 790.000 mã 38. Em bán rẻ nha. Con áo hải quân đẹp là em bán 2 triệu đấy. Con này như vậy là em sell cho anh em. Tụt dốc rồi đấy. Rồi tiếp một con không quân. Quên này gửi tiền. Ông thân cầm nó mấy hôm qua lấy cái kia quên gửi chú Vũ. Một con không quân màu đen anh em. Mấy ảnh tới vừa mà đưa xe tải mà trả tiền. Con này dài áo 74, 2 lớp lót đi kèm nha anh em. Anh em mùa hè không thích mở lót ra. Con này có tem vai đầy đủ này. Màu đen thui lùi luôn. Quân biết luôn. À, cũng là thuộc luôn. Con này mới, rất là mới nha. Thực sự không quân ít khi có con bự như vậy lắm. Thông thường toàn con bé bé nhưng mà bữa nay được một con bự. Con này là 80 đến 90kg. Anh em nào mà 70kg với một cái bụng to hơn bình thường một chút thì bẩn con này là vừa đẹp. Anh em có cái bụng như thế này. Còn đúng số ký. Đúng số ký thì anh em 80, 85kg vẫn được. Rồi 98%. Chốt cho em 900.000 mã 37. Tiếp một con không quân nữa. Con này liền. Lót đi liền nha anh em. Lót liền. Có con không quân mà còn mang được cái không chị? Có, đợt trước có mà đợt này lại không thấy. Còn cái bự không?
con này nó liền nha anh em, liền bo này, cho nên ở trong này có một cái túi, túi dự phòng cất tiền cất bạc chị nha, hai túi hai bên này, bối kẽn luôn, hôm nay cũng bối kẽn luôn. Rồi dài áo 74, dài áo 74 mới này, cái bo này anh em, dòm bo này khi mà ấy là nó tụt lại vậy này ba ơi, đó nó tụt vậy nha anh em. Con này cũng 90 kg, 80 đến 90 kg, ai mà to thì 80, có cái bụng ra như vậy nó cũng chơi được luôn á. Con này to hơn con kia một chút. Rồi chốt cho em con này là 1 triệu mã 36, 1 triệu mã 36, 1 triệu mã 36 nha anh em. Ba ơi, rồi tiếp một con áo mưa hải quân này, có lót đi kèm luôn, chú chà, siêu thật anh em, dòm đây một con áo mưa hải quân, ở ngoài một cái áo mưa nha, ở trong một cái áo nỉ. Áo nỉ này thông thường em hay bán là áo lông chuột, là của hàng không quân, cái này là áo nỉ của nó, đi kèm một combo của nó luôn. Áo này thì mũ rời nó nằm, mũ nó gấp ở trong mũ nha, kinh khủng. Cái này là gọi là vừa ướt và vừa ấm, mình mắc mưa mà ấm. Size medium long 70-80 kg, nhưng mà phải cao trên 1m74 trở lên anh em. Dài áo của nó là 82, mới đỉnh đồi luôn. Ba ơi, ba lấy kìa, có tiền nó gửi cho Vũ đấy. Rồi ai to và dài chốt con này mới đẹp nha anh em, có cả lót đi kèm. Thông thường em bán một cái áo ngoài này là 900 ngàn, còn cái áo trong là 600 ngàn. Bây giờ em gộp cả hai cái lại là 1,5 triệu, nhưng em bán cho anh em 1,2 triệu mã 35, 1,2 triệu mã 35 nha anh em. Này hồi nãy em tính 900 ngàn là em chưa bán cái áo lót trong á, 1,2 triệu mã 35. Anh em rẻ hơn được một nửa nha. Rồi em lên tiếp một con cuối cùng, một con cuối cùng thôi, con này không có lót cũng biết biết. Cái mũ thì nó bung ra là nó như vậy này, nó bung ra là nó như vậy, mình phải nhét vào nhá. Lúc nào mình muốn xài thì mình nhét vào cổ. Rồi xong. Con này là dài áo 71 là short, small short. Chà ơi là má ơi, đẹp quá. Small short, ai nhỏ và thấp chốt con này giùm em này. Small short nha. Em 55 kg, mưa to không ướt nha em, hàng còn mới. Chốt cho em con này 800 ngàn, mã 34. Rồi hết nha em. Em cảm ơn tất cả anh chị em, nếu mà anh chị em ưng cái nào thì alo cho em qua số điện thoại 0911337139. Đẹp không? Con viết còn đẹp, tin tình tình. Em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Em coi con này đời bao nhiêu mà